Đến nay, các địa phương của Đồng Nai đã thực hiện xong vụ thu hoạch đông xuân. Năng suất, đa số các cây trồng đều tăng so với vụ cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, tổng diện tích gieo trồng giảm, nhưng sản lượng thu được lại tăng hơn so với cùng kỳ. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, tổng sản lượng lúa thu hoạch trên địa bàn tỉnh đạt gần 87.500 tấn, bắp đạt hơn 61.500 tấn, rau các loại đạt gần 81.500 tấn, đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến cuối tháng 5 vừa qua, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn tỉnh đạt trên 59.000 ha, giảm hơn 380 ha so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt hơn 39.500 ha, vụ hè thu đạt trên 19.700 ha.